Người đón em đến bên thầy là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Người cứ như ô trời mưa, như mây bay qua trong ngày trong xanh. Bữa đi có anh này, em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ấm hơn chăn mà, còn thơm hơn hoa mà, sao em nỡ rời xa. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia sông sông. Vẫn là chúc ấm em trên nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta